Ủa em không biết em tên là gì ha? Em tên là Mạnh. Không biết là sở thích của em là gì ha? Trời ơi, sở thích của em hả? Là đua xe này, lại win nè. Rồi mang tay bao tay vô, đấm bum 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 nè. Trời ơi, còn livestream bên nhà chị bán xét nữa, săn xeo cai xem tối xem. Để mức em chân giá có 85.000 thôi. Ủa, săn xeo có 80.000 mà shipper gọi rồi cho em mượn 80.000 thôi. Hôm nay chỉ nổ được 100 đôi dép luôn em. Giỏi quá ta. Bởi vì tôi rất cần sự trưởng thành ấy. Và chân thành ấy đến với tôi một cách tử tế. Tôi sợ người đó không đem lại cho tôi một người an toàn. Bởi vì ngày lúc nào tôi cũng hỏi bản thân mình, tại sao chọn một người lại chọn không tử tế? Bởi vì sao ạ? Con người đôi khi áp lực đến tận cùng, có khi sự tổn thương ấy sẽ đến lại tất cả mọi người.